Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Bài viết ngày hôm nay thì kênh Invest xin được gửi đến quý vị và các bạn một cái phân tích về việc cái giá trị của đồng Pi có giúp được gì cho cái nền kinh tế so với tiền tệ fiat hay không. Thì thứ nhất, với tư cách là một blockchain layer 1 có nền tảng công nghệ hiện đại, Pi Network có đầy đủ các cái tính năng ưu việt của một blockchain, đó là tính minh bạch. Thứ hai là tính phi tập trung, không lệ thuộc vào một cái máy chủ nào đó, chẳng may bị mất điện, hỏng hóc, vân vân. Thứ ba là khả năng mở rộng cao, tích hợp được nhiều tiện ích cho hệ sinh thái. Thứ tư là giao dịch chuyển nhận nhanh và chi phí thấp. Thứ năm là tiết kiệm năng lượng, giao thức đồng thuận SCP hiện nay tiết kiệm năng lượng nhất so với các cái giao thức đồng thuận khác. Thứ sáu là mạng lưới Pioneer, là cái số lượng người tiên phong rộng khắp toàn cầu nhờ phương pháp khai thác độc đáo và miễn phí. Tiếp theo một ý nữa, đó là Pi Network với tư cách là một đồng tiền thanh toán xuyên biên giới giúp cho việc giao thương trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn, phí rẻ hơn. Một tỷ giá chung giúp mang lại cái sự công bằng về chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia. Tiếp theo ý nữa, đó là với tư cách là một ngân hàng trung ương, Pi Network việc kiểm soát lượng cung tiền tốt hơn vì nó có giới hạn tổng cung chứ không phải là như tiền mặt, tiền fiat bạn có thể thích in bao nhiêu thì tùy ý. Thấy thiếu tiền thì in, đó nó làm cho giá trị của đồng tiền nó bị mất giá, bị trượt giá và lạm phát. Tài khoản được KYC, đó chính là cách đó là cái chính sách phòng chống khủng bố và rửa tiền được áp dụng giúp ích cho việc phòng chống tội phạm. Hiện nay tội phạm sử dụng tiền mặt khi giao dịch, nếu bỏ luôn tiền mặt mà chuyển qua blockchain thì sẽ loại bỏ được phần nào số lượng tội phạm. Ngay cả nếu tội phạm giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng thì nhà nước cũng khó khăn trong việc xem cái lịch sử giao dịch hơn so với blockchain. Với tư cách là một đồng tiền sử dụng trong nước thì Pi có lấn át tiền tiền mặt hiện đại hay không, tiền fiat hay không? Giả sử như ông A bán cái điện thoại iPhone 14 cho ông B bằng Pi, ông A phải đi mua điện thoại từ cửa hàng Apple Việt Nam. Khi ông A mua thì thuế đã đóng đầy đủ trong giá mua. Nếu không có Pi Network thì giao dịch giữa A và B không xuất hiện được. Từ đó nhu cầu mua điện thoại của A không có, vì thế ngân sách sẽ không thu được từ việc này. Như vậy việc có đồng Pi sẽ kích thích tiêu dùng, từ đó tăng thu thuế cho ngân sách. Nên nhớ, nền kinh tế Mỹ phát triển rực rỡ như hiện nay là nhờ chính sách kích thích tiêu dùng. Nếu người dân không tiêu dùng thì nhà nước sẽ không thu được thuế. Đặt trường hợp giao dịch mua hàng từ nước ngoài, khi về Việt Nam, ngoài tiền cước vận chuyển thì đều phải đóng thuế cho cơ quan hải quan, chứ làm gì có chuyện không phải đóng gì. Tiếp theo, nếu quốc gia nào đó ngăn cấm Pi Network thì thiệt thòi thuộc về quốc gia đó. Cụ thể là Pioneer của quốc gia đó phải bán Pi giá rẻ ra nước ngoài. Người dân và đất nước mất đi cơ hội làm giàu, nhà nước thì mất đi khoản thuế khổng lồ có được từ những giao dịch Pi. Tiếp theo là khi Pi vừa được xem như là một ngoại tệ mạnh, vừa là một tài sản quý hiếm, có tính sinh lợi cao trong dài hạn. Vì thế có một số nơi nhà nước đã khuyến khích nhân dân đào Pi vì nó miễn phí. Những ai ngăn cản cơ hội đổi đời của người dân là có lỗi đối với nhân dân, vì Pi Network là một dự án nghiêm túc được cấp phép hoạt động tại thung lũng Silicon do những tiến sĩ Stanford hàng đầu tại Mỹ thực hiện. Đây là cái bài phân tích được admin của diễn đàn phổ cập Pi Network Việt Nam là anh Dương Hiển Dũng có phân tích, và kênh Investing được trích dẫn lại và gửi đến quý vị và các bạn. Thì không biết được ý kiến của quý vị và các bạn về những cái nhận định này của anh Dương Hiển Dũng, liệu nó có điểm nào chưa hợp lý, hoặc là cái điểm nào chúng mình thấy đồng tình thì chúng ta có thể để lại dưới phần bình luận để cùng phân tích các bạn nhé. Rồi, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV.